Đồ nhập kho hàng hóa mỹ phẩm được đồn thổi là của TikToker 3,5 triệu follow đăng đích review. Để cho anh hỏi nhỏ là chủ xưởng ở đây là ai kìa? Ok, ở đây một ngày thì anh đóng được bao nhiêu đơn? Dạ, em đóng được 1.000 đơn ạ. Hơn 1.000 đơn? Vâng. Và thế là chủ xưởng này là ai nhỉ? Dạ, em không biết, em mới vào có 3 hôm nay ạ. Em ơi, có bao giờ em lấy một viên này em về nhà em sử dụng không? Em có lấy được 1 lần nữa. Thế cho anh một viên em về sử dụng nhá. Chắc không được rồi anh ạ. Thế cho anh hỏi nhỏ là cái chủ xưởng ở đây là ai nhỉ? Dạ, em cũng không biết anh ạ. Nhất quyết không nói à? Hôm nay mình mà không tìm được chủ xưởng ở đây là ai thì mình không về. Chủ tịch đâu rồi? 3,5 triệu follow đâu rồi? Chủ tịch đâu rồi? Nó cứ trốn mãi đấy nhỉ? Rồi, chủ tịch đâu rồi? Chủ tịch đâu rồi? À, đây rồi. Anh biết chủ tịch đây là ai không anh? Anh tìm ai hả anh? Anh Đào Đức à? Anh chủ tịch đây. Chủ tịch mà ăn mặc nhân viên này. Thế mày là thằng nào mày vào đây? Em vào buffet mày đi. Mày có thích đồ Doraemon không? À không không. Mày có thích khoảng hai không? Mày là vui để lép chuyên đề qua phòng không? Mày về đề qua phòng của tao không là tao cho mày khoảng 2 ngày ấy.